Rồi, lời nói đầu tiên thì mình xin mến chào quý cô chú và các anh chị ha. Hôm nay là cũng ngày 29 rồi, cái ngày giỗ cụ Nguyễn Trung Trực đã xong. Thì ở đây là mình đi vô cái đoạn đường bên hội chợ. Thì cũng còn một số dân hàng người ta cũng vẫn còn bán. Hội chợ này không biết tổ chức tới nào đây. Dân hàng bên đây là bánh. Bánh kẹo, bánh tráng Tây Ninh đặc sản. Đây là đồ chơi ha, gấu bông ha. Đây là quần áo. Dây nam nữ xa, giả số chỉ có 100. Đây thì nhang ha, món nhang. Nhang quá trời luôn. Ở đây thì đã cuối đường cái hội chợ rồi. Giờ mình quay lại. Ồ, đây bán được thơm. Này là quần áo ha. Quần áo mấy chị em phụ nữ. Quần đùi 20 ngàn. Đó là mấy cái quầy lối vào để thương mại. Bữa nay thì vẫn còn khách lại gai. Bán mấy cái túi đeo đẹp quá các bạn, túi đeo ba lô. Này là khu trang kiểu. Bánh trắng Tây Ninh khỏe anh Út. Em giàu ở vòng ghiền dạ. Mấy ngày nay dạo vòng vòng ngoài này qua YouTube chơi để không sao đâu chị dạ. Hôm qua em quay ngoài này em gặp chị Mười, bữa nay bả mệt rồi bả ở nhà rồi dạ. Sáng nay ra quay chiến trường tàn trận. Sáng dở quả rồi, nó đi uống một phê, chạy dài dài quay hội chợ chơi. Ủa hội chợ này chừng nào mới gọi nút? Gì đây hả? Ờ. Dạ. Thôi em đi dạo đó, đảo dài dài em quay à. Quay cho bà con người ta coi. Nè đặc sản Tây Ninh, góp phần hội chợ cúng cụ ông Nguyễn Trung Trực. Cái này là cái hướng đi đình qua bên đình, nhưng mà cầu này hình như là không có cho xe chạy. Đây có hai chị em gái đang lựa đồ. Rồi mình sẽ đổ dài hướng này đi. Đó, dạo dạo vòng vòng hội chợ quay cho cô chú mình xem chơi. Là mấy cái gian hàng bán dép. Ba tá nữa siêu nhẹ siêu bền đẹp đồng giá 35.000 đồng. Dép nữ dép nam đủ kiểu. Đó này là quần áo.
mấy chị em phụ nữ vô mấy cái chỗ mà bán muỗng đĩa kia là mấy cô này là thường mua ha, áo cũng ít. Ở chợ thì mấy cái quầy ở bên kia thì thứ hai, còn cái hội chợ này thì nó kéo dài tới 10 ngày đó. Rồi tới trạm trước này là hết rồi nè, tới trạm này hết rồi, chắc là em quay lại, quay lại đi. Chợ này kéo dài tới 10 ngày nữa nha. Quý cô chú anh chị bạn bè nào mình đi gạch giá mà đi sau đến trễ lễ ông Nguyễn thì mua đồ mua đặt này ghé đây. Tới 10 ngày nè. Ồ dài trong chỗ là còn một cái gian hàng nó tốt đằng kia luôn. Rồi đường này thẳng tới ha, thẳng tới là qua cây cầu của đình thần Nguyễn Dương Trực. Màu tím thì mua cho mấy tím, mà màu cá thì mua cho mấy bà. Đồng giá 10.000, chỉ có 10.000 một kéo gối. Nhắn tay lên cô chú chị ơi, nhắn chú lên bà con cô bác ơi. 10.000 một cái chỉ có 10.000. Bán là đồ đồ nhỏ phụ nữ, cái này là quần áo à, này là đầm áo sơ mi. Bánh tráng trộn Long An, bánh tráng Tây Ninh. Bên này là khâu bán đồng hồ, quá trời nhiều đồng hồ luôn, vàng luôn. Còn mấy cái áo thùng bộ đội đẹp quá, áo thùng lá nè các bạn. Ba ngàn cái 10.000, ba cái 10.000, ba cái 10.000 tính ra cũng rẻ chứ. Giờ vô họ chợ cũng vẫn còn sớm ha. Đường này là lên cầu nè, lên cầu qua tượng qua đình thần ông Nguyễn. Rồi nếu mà đi sông Đa thì mình không có qua cầu này được, cầu này là cầu Lộ Bộ, sông Đa là mình phải chở ra ngoài này. Đó, ở đây thì cũng có một quầy luôn. Ồ ở đây đó nhiều lắm các bạn, đây dài cái khu này là bán quần áo vải. Bán đủ à, đủ đồ. Ly bình bông, đồ gốm. Đây là bắt đầu lại đang qua cái cầu.
đi trong ngày mang đi ngoài phố dép đó. Đó mà bác đây. Đưa đây không? À, bác chỉ 100.000 đồng, chỉ với 100.000 đồng. Quá trời bán đồ rộng luôn không ạ, bán dài ghê ha, nhiều quầy ghê. Giờ này là các bạn biết sao, một chỗ bà con người ta đi lễ về đó, giờ này là ta đi mua đồ nè đó. Người số ở đây thì ta cũng lại kiếm mấy cái ngày này là nhập khi cái đồ nó rẻ qua cái lễ rồi giá cũng giảm, nhưng mà hội chợ này tới 10 ngày, đồ hội chợ thường thường là nó rẻ hơn mấy cái đồ shop, rẻ hơn đồ shop nhiều lắm. Ồ, cái này làm đẹp mền. Đồ nhóc nữa ha. Chợ Định Nguyễn bán quá trời luôn, chạy cũng mỏi tay luôn. Một từ lưu đã vượt qua, khi bao ngày qua, tôi đã nhận ra em đã cùng lại chờ. Bán dép mua, đang thử dép. Dòng xe thì mình ra phải, dòng xe đây là ra công viên Tự Công Nguyễn. Ở khu sau này là mấy cái bức tranh, mấy cái kỳ tích, rồi mấy cái mô hình của Tự Nguyễn, mấy cái tranh cảnh của đặc sản văn hóa của tỉnh Kiên Giang. Cái này ôm cái dòng xây bên trái nè, ghé trái hôm nào mình cũng quẹo về. Đây là chỗ tượng đài của Nguyễn ha. Đình thì vẫn còn đông. Nè, ông dọc xây nè. Đó. Mình không ghé trái nữa, ngồi tiếp tục mình đi thẳng vô. Đây cái đúng là đúng chiều của ông rồi, tới đây ghé trái. Đó, vô đây là vô đình lại. Chị này chị chạy thì là chị sai đường đó các bạn. Cái hướng này là cái hướng vô đình.
cổng này ngoài. Trong đây, quẹo trong đây đi. Đây là cái chỗ chạy cơm từ thiện. Giờ bà con người ta đang dọn nè, thu gom ba cái đồ nữa các bạn. Và trong đó quá trời luôn, và cái chuối và cái rau xả là mấy ngày nay nó bị vàng. Đi lại đây các bạn, nó lên xe tải luôn ha. Đi mà cái chén đồ nè nhẹ. Rau củ quả. Bắp đừng có bắp nó vàng hết trơn hả? Đó, giờ lên xe tải về con. Đó, mấy chú đem đồ ra xe. Bữa nay là xong rồi ha. Này về đâu chú? Đem về ăn giang hả? Về ăn đi. Quá trời cảm ơn. Đồ đạc chắc mà. Từ trên ăn giang đem xuống đây để làm từ thiện, để cho bà con có chỗ ăn, có chỗ uống, có chỗ nghỉ. Thì rau củ quả mấy ngày nay thì nó thúi. Mấy này là chắc là để xe gác lại lấy hả chú? Bỏ hay là đem về? Này chắc bỏ ha, nó húi hả? Chua. À. Lại á. Dạ. Ăn không hết á. Dạ. Quá trời luôn, bà con ta hỗ trợ ha. Mà mấy cái đồ này thì nó màu thúi lắm, tại vì rau mà. Đồ này nó màu lại. Dạ. Ăn chú cái chín luôn, chú dầm cái chín luôn. Trong đây là còn một cái núi xả luôn kìa. Xả quá nhiều luôn. Chuối luôn nè. Cái rau củ quả tăng cường để đẩy trong cái dịp lễ đó. Mình vô trong đây vòng vòng vô đây các bạn, vô quay mấy cô này dọn đồ về. Giờ này là dọn hết rồi ha. Ở trong đó ăn cơm. Này chỉ còn có mấy bạn, hai bạn, ba bạn. Nay là cửa cơm này là xong rồi ha. Xong chưa chú? Hay là dạ. Bây giờ cải xong ha. Mấy chú xuống đây là tính ra hổm ngày mấy ngày? Đi cỡ nếu mà tính trên cảnh cái dân đi 4 ngày hả? 4 ngày như là bữa nay 29 hay 25 26 24 đi à. Giờ này dọn hết rồi. Cái clip này là nick gì? Dạ con là cái kênh Thái Giàu. Thường thì con quay về mấy cái đua ghe ngò với cái máy cài máy cắt ở trong ruộng á. Thì có cái dịp lễ này cái con đi ra đây quay. Quay mấy ngày nay nhưng mà quay cái cảnh mà dọn dẹp bữa cuối á. Con đi về dài chú ơi. Bữa cơm cuối cùng của đình ông Nguyễn năm 2022. Giờ mấy cô chú này đa số mình quay thì mình thấy là mấy cô chú làm từ thiện công việc gì nè, đó là bên Tôn giáo Đạo Hòa Hảo. Rồi cái nồi này quá trời luôn. Này là ngày cái sáng nè. Cái nồi để dùng nấu gì chú? Cơm. Cơm hả? Ờ. À. Quá trời.
nữa rồi để nấu cơm đãi cho bà con mấy cái ngày lễ nè. Lắc giặt lắc giặt, bữa nay chắc tới chiều mấy chú mới về tới nhà quá. Rồi lên ha, hết rồi mới về được. Dạ, rồi về trển thì chắc đồ cũng đạt xuống nữa. Cũng hết ngày nay. À, tới nửa đêm rồi. Dạ. Và wow, tới nửa đêm đó, mấy chú mới được nghỉ ngơi đó. Dạ. Lên xe rồi về trển rồi chắc đồ cũng đạt xuống. Mấy bữa trước mình vô trong này là đặc ngạc luôn ha. Đó, cái khâu mà nấu nướng rồi chế biến thức ăn này kia là đặc ngạc luôn. Những cái dụng cụ mà để chế biến để bà con đi mấy cái ngày lễ nè, cái này là cái bữa hổm mình quay là cái chắc xả. Rồi từ trong ra ngoài đó, rồi qua đây à, bên đó là Bình Định. Bình Định thì còn khách người ta cũng đông lắm không ạ. Rồi lặn vô trong đình thần nha các bạn. Ô dài dài đây là bà con người ta cũng thu dọn chiến trường rồi nè. Vô bao hết rồi, vô bao đi về. Bán bữa nay nghỉ chưa chị? Bán bữa nay nghỉ chưa? Chưa hả? À còn ở đây bán nữa ha. Hình như cái này chắc cũng kéo dài 3-4 bữa nữa mới hết khách đó. Dữ vậy. Mày vẫn mục. Bán mục. Lưới đó thì bán chim phóng xanh không ạ. À? Ai mà đi định có chim phóng xanh thì bán. Còn đây là chăn lai. Chăn lai giờ này vẫn còn đi đều đều. Giờ này hết lễ chứ người ta vẫn đi đi cúng lại gài à, mình quay chia sẻ mấy cái cảnh mà vắng gì nè, mấy cái cảnh mà thu gọn cái chiến trường á để trong cái cuộc lễ đó thì nói chung là mấy cái này là nó mới coi nó mới hấp dẫn, tại vì qua lễ rồi ai cũng về nhà hết trơn á, thì còn một số chị em bà con người ta còn ở lại. Này là bán gì, bán giỏng hả, đủ thứ rồi. Như vậy dài các bạn ơi, bợ rồi bên này di chuyển thư pháp để mình lặn qua bên di chuyển thư pháp nha. Đây là anh viết chữ thư pháp. Bạn thấy anh cầm cái cây viết mà long thỏ. Từng cái nét bút rất là sắc sảo quá. Nhìn đời đúng sống. Ngủ rồi, lấy con mang mẹ đi.
biết chữ. Thường nó giống như là chữ chữ tàu vậy đó, nhưng mà mình áp dụng cái chữ Việt Nam. Mấy cô này là đi đi đình mua vé số để cầu mai sinh lộc của thần. Vô đây thì không có cho đậu xe. Để bây giờ dài vô trong đền cụ Nguyễn một lần nữa. Sáng mình cũng có vô đây rồi mà vẫn có khách dặn lại cũng lại gài hoài quá. Cái này tới mấy ngày nữa mới xong cô? Ngày mai nữa mới xong hả? Mốt cái kia nữa cô bác là đến cúng ở trong khách là ở trong địa phương mình á, thì ngày mai mình mốt cái kia gì nữa dạ. Tôi cúng được, nhưng mà còn ghi như thế này thì là mấy cô dạ không? Ghi tấm tạ là mấy cô mai nghỉ ha. Còn cơm nước rồi này khác cũng dẹp hết, không có đại, rút hết rồi đó. Dạ. Tôi lúc về tỉnh, mấy tỉnh. Đa số là An Giang làm từ thiện nhiều. Dạ. Rồi mời quý cô chú mình đi dài vô trong. Bữa nay là ngày 29 này, 29 là chắc có lẽ là mấy cô ghi phần tiền đó thì hành hương á, ngày mai mấy cô nghỉ rồi. Bây giờ là chỉ lượng khách lai ga gì nè các bạn. Nè, ở đây thì các bạn thấy là người ta có một cái con hời để người ta cúng ha. Anh chị mình rất là thoải mái, rộng rãi, không có gian bánh. Còn mấy ngày trước đó, đông lắm đông, cho nên là cúng nó cũng hạn chế. Dù mình cúng kiến mà đông quá thì nó giái, nó cũng đôi khi mình đang giái bị gian bánh, cho nên là cũng khó.
9 âm lịch. Tâm linh, cái lòng tôn kính bà con nhân dân đối với ông cụ Nguyễn thì rất là trọng, giống như là một cái tôn giáo vậy đó các bạn. Mặc dù ông cụ Nguyễn là một cái đình, một vị thần, nhưng mà bà con thập phương người ta về đây là giống như một cái tôn giáo. Các tỉnh ta về, mặc dù là tới ngày nay là cái ngày qua lễ rồi, nhưng mà bà con vẫn về đây để cúng. Cái món binh khí gì đó,
trong đó thì đào, quả trì. Cái này là cái tấm bảng mà giống như là quan tướng nó đi với hoàng. Vì thần Nguyễn Trực là coi như là sống làm tướng thì thác làm thần. Đây là thật cái ngai. Có lúc đông có lúc mưa vậy đó, nhưng mà tính ra hết lễ mà còn đi đông vậy ha. Sáng nãy dạo dạo đi chổng coi mấy ông đó mà không thu dọn chiến trường á. Quay vòng chổng rồi anh đi nha, dài dài qua này quý cô chú anh chị thì cứ ngày lễ mặc dù là lễ hết nhưng mà bà con người ta vẫn sùng bái tín ngưỡng đi cúng từ đây tới bữa nay 29 phải không, 29 30 1 chắc có lẽ 4 ngày nữa bà con người ta còn đi cúng hoài các bạn. Thì đầu tiên thì ta vô ta cúng ta giấy ông trước cái tượng đài, sau đó ta vô chánh điện, vô trong đình rồi bắt đầu ta cúng trong đó, xong cái ta qua bên trái màn hình là có cái mộ bên đó. Rồi ra trước công đình, ở đây thì có chú bảo vệ chú ngồi chú không cho xe cộ vô đây, xe cộ chỉ chạy qua lại ở trước lộ thôi, còn chỗ này để bà con người ta đi vô lộ bộ vô để ta cúng. À, cái tượng đài của ông đứng rút kiếm đó các bạn. Cái rút cây kiếm này là ngày xưa là lúc mà chống Pháp á. Đến đây thì ta giái xin mạnh khỏe bình an. Thank you.
cúng người ta giái cả mấy chục lại á quá. Tại vì ăn thua cái giái xin lễ á, ta hứa với cụ ông người ta lại bao nhiêu lại đó, cho nên là có những người lâu. Chợ là đường đó đó các bạn, đường cái cầu đó các bạn thấy không? À, sáng mình qua đó mình vòng một tour mình qua đây. Không gian lễ hội Định Nguyễn Trực ở đây thì nó vậy đó các bạn, còn 2-3 ngày nữa thì cũng vậy đó, lai gai bà con cô bác người ta cúng lai gai gì đó, cứ quán buôn rồi khách thập phương rồi những người đi sau rồi những người dân ở xóm này nè, ở tại địa phương này nè đó, người ta cũng cúng hoài đó. Gà cổng đó, mình ra gần tới cổng nha các bạn. Con này là chú trễ rồi, giờ khâu này là chuẩn bị xong hết rồi các bạn thấy không, quay trở lại là bắt đầu xong ha, mấy xe kia ra hết rồi, còn chiếc này ba cái đồ đó thì lên xe chở về An Giang, còn ba cái đồ mà đồ ăn đồ đó thì bỏ, tại vì nó cũ kỹ nó ấy đúng rồi. Giờ là hôm nay là đi về, mình sẽ về thẳng ra bên ngoài cái cầu cái cống đó. Trong đây thì cái trại mỗi lần mình đi thẳng, nếu mà thẳng vô trong đó đó thì nó sẽ có một cái chỗ mà để đổ bánh xèo là tuốt trong ngã tư ha. Bữa nay là dở hết rồi đó. Rồi, ok. Đó, lễ hội thì cứ hì vậy ha. Ngày 29, 30, mùng 1, mùng 2. Nói chung là cứ lai gà gì hoài đó. 3-4 ngày đó. Nhưng mà ở bà con người ta có một số ở gần đó, người ta mới chen chân không lọt, người ta không đi. Mấy cái ngày này thì hơi ít vắng, người ta sẽ đi uống ong dễ hơn. Cái chỗ này là cái chỗ dân võng từ thiện miễn phí nè. Cuốn cái nắp rồi, bây giờ còn cái vàng sườn tiền chế là chưa có cuốn lại các bạn. Bỏ ba cha mấy ghé tất cả lòng nhá năm bốn cái lòng cái là nhà tôi cũng là tôi cũng là
Rồi tới đây là bắt đầu ra cái cửa. Rồi chúc quý chú anh chị em mình đi lễ Nguyễn 1/5 là thành công mỹ mãn, sức khỏe dồi dào, tình hình cuộc sống. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Ở đây là cổng chào ha. Rồi ra đây. Phía bên này là bên Tàu Quốc. Rồi tạm biệt quý chú.